Video Sai kính chào quý vị các bạn. Video Sai chia sẻ một số tác phẩm của chú Thọ Nhựa Hà Nội. Video Sai đang trên tầng 8 ở nhà chú. Tầng này là có kinh doanh cà phê, ăn sáng và ăn trưa nhẹ. Video Sai đi sơ qua một chút các tác phẩm của chú đang trưng bày ở đây. Rồi Video Sai sẽ chia sẻ chậm lại cho quý vị các bạn vài tác phẩm. Đây là không gian khi chúng ta lên nhà chú là ngồi uống cà phê, ăn sáng, ăn trưa nhẹ và tham quan không gian cây cảnh tại đây. Trước tiên Video Sai nhìn thấy một cây rất là nghệ thuật, rất già, rất là già. Rất nhiều điểm khe khó trên thân của cây này. Rất nhiều điểm khó trên thân luôn. Nhìn thấy chưa? Đấy. Giả thế mà chứ. Này lúc còn có quả ngắm mấy sương cơ gì. View quá đẹp quý vị ạ. Còn bên này là một cái cây mà thật sự Video Sai cũng nhiều lần đã theo dõi tác phẩm này. Nếu mà nói về một cái sự nghệ thuật cao thì đây là tác phẩm Video Sai đánh giá có một cái nét đặc biệt. Phố Hàng Đào. Một cây xanh bám một cái cột điện, rất đơn giản bám cột điện thôi. Dăm cũng đang vào mịn rồi quý vị. Một thời gian nữa là lọc được dăm. Những cái rễ quý vị, những cái rễ nó chẹt vào các cái lỗ cột điện này mà nó đã nhiễn này rồi. Rễ mùi khế này, tác phẩm rất đặc biệt, khác lạ, không như những cái cây khác mà ký vào những viên đá, ôm viên đá hoặc là ôm vào, có thể ôm cả thân cây, nhưng đây đặc biệt là ôm vào cột điện. Một tác phẩm đây ghi là thời để nhớ. Đẹp quá. Còn nãy lúc Video Sai đứng trước là một cây xanh được trồng ở một bể đá nguyên khối. Bể đá này, bể đá không phải bể đá cổ, bể đá mới thôi nhưng mà cũng nhiều năm tuổi. Cây rất già. Rất già của biển. Thân chạy rất mềm mại. Một không gian vừa đủ.
Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Giang Sai xin dừng ở đây nhá. Lên những chú thọ uống chén trà lại được review cho quý vị ngắm. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.